Ừ? Giờ chuyện cậu Xuân anh tính thì sao? Bây giờ mà lỡ như má vợ của anh mà biết được cái má vợ anh ra cái điều kiện khủng khiếp hơn nữa thì anh cũng biết làm sao luôn. Thôi kệ cậu đi, cái chuyện đó mình tính sao? Không sao đâu, em nghĩ là đã mở lời vậy là người ta có ý muốn giúp mình rồi, thì giờ cậu cứ mượn thử coi, biết đâu được. Thôi tự nhiên cái em nói ra làm chi vậy? Nói ra rồi mình lỡ cậu nghe được mất công lắm. Em biết cái tính của cậu rồi đó. Ổng mà nghe được cái chuyện này ha, là có người muốn giúp đỡ ổng á, là ổng nhào vô ổng làm phiền cái người đó hoài luôn. Cho coi, anh không thích vậy. Chứ giờ anh không muốn giúp cậu hả? Thì cậu thì phải giúp rồi, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ cái vấn đề mà mượn tiền nè. Cậu Xuân, giờ này mà còn thời gian để mà ngồi chơi game, sao không đi làm đi kiếm tiền trả nợ cho người ta kìa. Chết luôn rồi nè, đến bạn tao đi. Ủa tôi cười quá, hôm qua cậu đã đi quần quật kiếm chỗ cho mượn nợ mà không có được, mày phải cho cậu có thời gian vui chơi giải trí chứ. Trời đất ơi cậu Xuân, cậu lớn giọng với con luôn hả cậu Xuân? Cậu, cái này là nợ của cậu nha, chứ không phải là của con nghe. Nhưng mà Minh Trường, không lẽ là con không muốn giúp cậu hả? Cậu nói gì vậy? Cả tháng nay ai giúp cậu hả? Cậu nói con giúp cậu hả? Cả tháng nay nè, con là người đi á, là coi như là bàn bạc với người ta, đi mượn tiền rồi giúp đỡ cho cậu. Rồi ai là cái người mà coi như đi nói chuyện với chủ nợ? Ai là cái người mà hy sinh bản thân của con hả? Cậu nói vậy mà cậu nghe được á hả? Ý cậu không phải vậy, nóng tính quá à. Ôi nè, nhưng mà còn cái chuyện này, giúp cậu chuyện nữa đi. Đau quá đi. Giúp cái gì? Biết rồi còn hỏi nữa. Thôi nha, con nói rồi á, cái chuyện nợ của cậu á thì cậu ráng mà làm, là kiếm tiền trả nợ cho người ta đi. Với lại con cũng đã hứa với vợ con rồi, giúp cậu cái gì thì giúp, nhưng tuyệt đối không có rước họa vô thân. Cậu tự mà lo đi. Ê, đi đâu hả? Đi rước bà nội. Bà nội sáng nay mệt nè, xong mà vợ con đưa vô bệnh viện rồi, giờ con tới giờ con ra con rước bà nội với vợ con thôi. Ê, cái gì nữa? Mày nỡ nào mày đi, mày không nói với cậu tiếng nào thiệt luôn hả? Nói gì? Trường, trời ơi, cái nợ của cậu tới hạn trả rồi trời. Lại cậu đi, cậu tự lo đi, con mệt. Ê, trời. Ích kỷ, thứ gì, con cháu gì, không có lòng nhân từ gì trơn, thiệt. Trời ơi Trường ơi là Trường. Trời ơi bây giờ mày không giúp cậu là cậu chết thiệt á. Trường ơi là Trường. Trời ơi. Bây giờ mượn cái Minh Trường nó không cho vậy, giờ qua mượn Lam Trường với Đan Trường. Ngoài người đó biết mình không? Cũng không nói. Trời ơi Trường ơi Trường. Sao có người cho mày mượn tiền mà mày không chịu mượn vậy Trường ơi. Trời ơi. Gọi như là tắt máy đi. Lì quá. Số số đòi nợ nè. Tao chặn mày luôn, tao chặn mày luôn, tao chặn mày luôn. Trời ơi, chặn 30 số rồi đó. Ủa? Cậu Sơn. Dạ, chào chị Xuôi. Nè, tôi kêu chị Hồng bình thường thôi, đừng kêu cậu chị Xuôi. Tại tôi với cậu đâu có xuôi dài đâu, kêu vậy tao hiểu lầm. Ủa mà tôi nãy giờ tôi ở trong nhà, tôi nghe cái gì mà ai mà gọi liên tục vậy chồng? Điện thoại của ai vậy? Dạ, của tôi, nhưng mà người ta gọi lộn số á. Vậy hả? Chị Hồng. Dạ. Chị Hồng. Dạ. Sáng giờ qua thăm bà Xuôi hả chị hả? Đâu có. Quên nữa, bà nội của mấy đứa nhỏ về chưa? Bác Chúc á. Nằm bệnh viện. Không sao, mệt sơ sơ thôi, nhưng mà thằng Trường nó đi đón rồi. Vậy hả? Khoan đã chị Hồng. Sao? Tôi muốn nhờ chị chuyện này. Có chuyện gì? Anh này coi. Nè. Ê, khoan, cậu coi. Nè, nó nghe. Trời ơi, cậu bình tĩnh là chưa vậy cậu. Ê, cậu Xuân, ở nhà không có ai nghe. Giờ ánh mắt cậu dòm tôi với cái thế ghê quá. Cậu đừng có làm vậy, tôi không có đùa đâu nghe. Không, bình tĩnh. Cái gì vậy? Cậu bình, cậu làm. Không sao, sao. Hả? Để tay ra. Để tay làm gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Hột son quá trời luôn, trời ơi. Dạ, dạ, mời chị Hồng ngồi. Nè, mà khoan. Chị Hồng cứ ngồi chứ, chị Hồng cứ ngồi. Cậu Xuân. Trời ơi, đừng có quỳ vậy, thấy ghê lắm. Nè, ghế này nè, con. Không, nhìn chị như là Phật sống vậy đó. Không, tôi quỳ vậy giống như tiểu đồng vậy, mình hầu kế bên á. Không có, đừng có làm quá nó nghe nè. Đau, trời ơi, đây là đá. Kệ, tôi làm được. Nhanh liễu nè. Nhanh
lễ là tôi cầm chứ. Ôi, chị cầm. Nếu mà nói tôi là Phật sống, tôi là ngành lễ là tôi cầm. Trời ơi, chị biết sao không? Đau cái đầu gối. Chị đó ngồi lên đây ngồi đi, ai mà chị ép sát chi vậy rồi đau. Chị Hồng. Mà chú nè, tôi nói nghe, cậu có tỉnh táo không mà sao giờ tôi thấy cậu như là cậu uống thuốc hay gì đó. Rất tỉnh táo và rất sáng suốt. Đến độ tôi nhìn chị là tôi thấy hào quang, hào quang nó tỏa ra. Trời ơi, chị là một người rộng lượng, độ lượng, bao dung, một người tốt bụng, phải không? Trời ơi, sao cậu bộ có coi tướng số được hay sao vậy? Tao nói ai đi, ai có thấy tôi cũng nói tôi là sao tốt bụng như vậy đó. Sao trời mà ơi, thương người quá à. Đó, tôi nghe nói chị là một người sẵn sàng giúp đỡ những người đang khó khăn chồng chất. Đúng những rồi. Người đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trời ơi, tôi hỏi nè, ví dụ mình đi đường mình thấy có người ta muốn nhảy là nhảy cầu, mình phải cứu người ta chứ, cho cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ. Đó chứ ai, đó chứ ai mà để cho người ta chết tội nghiệp. Mình biết ta khó khăn mình phải giúp đỡ. Chị con có nghĩa là bây giờ chỉ cần biết một ai đó đang khó khăn là chị sẽ sẵn sàng giúp đỡ phải không? Chứ sao, trời ơi. Tôi đó chị. Ủa, chị Hồng. Sao? Tôi đó. Trời, nó nghe chị Hồng biết không? Lúc này thiệt ra nói phải khen là khó khăn quá. Hồi bữa có núp lén nghe hay đi nhỉ? À không, có vô tình nghe hai đứa nhỏ nó nói là chị tốt bụng quá nên có gì chị Hồng nhưng mà chị có thể giúp đỡ tôi, cho tôi mượn trời tiền. Ơi biết rồi, là đến mượn tiền tôi giúp cậu đúng không? Trời ơi, sẵn sàng chứ không có gì hết trơn. Ô chị ơi, tức là mình nói cái được liền là chị sẵn sàng cho mượn luôn nói hả? Nghe nè, trời ơi, nãy giờ nói chuyện vòng vo tam quốc là này kia kia nọ, khen dạ, tôi là khen dạ, thiệt hay khen giả bộ vậy? Làm bộ chứ. Bay thiệt, khen thiệt. Trời ơi, chị đẹp lắm. Trời ơi, cái mặt lương thiện hết sức rồi, vậy đó. Đúng rồi, mặt phúc hậu quá, dạ, phải không? Vậy chị là chị cho tôi mượn tiền chị ha? Trời ơi, tôi thì tiền nhiều, không có gì ngoài điều kiện. Trời ơi, sao dễ dàng quá đó, vậy? Có gì đâu khó khăn cho nó nghe nè. Nhưng mà cuộc đời tôi nó ngộ lắm nghe. Dạ. Chứ tôi không muốn cái gì phải... nó phải sôi nổi chút xíu chứ không phải nó bình lặng như mặt nước hồ thu đâu. Nè, bình lặng mặt nước hồ thu đâu, nó phải gợn sóng, mà phải gợn sóng bình thường mình giống như núi lửa phun trào vậy tôi mới chịu. Là thuyền luôn đó, đó. Chị mãnh liệt quá, trời ơi. Vậy là chị Hồng, trời thật tôi cũng rất là ngại mà không ngờ là nói với chị dễ dàng vậy là cho mượn liền á. Nói chứ cậu nghe, tôi cũng nói thiệt với cậu là tôi có hai cái mà tôi tâm nguyện của tôi, một là con gái, hai là tiền bạc. Ờ dạ đúng. Em... rồi trời ơi, con cái mà đúng rồi mà bây giờ tiền bạc thì tôi cho tôi đưa cậu trả nợ nó cũng được đó. Nhưng mà con gái tôi nè. Dạ chị đó, sao chị cậu phải làm sao cho con gái tôi đó nó được thoải mái tự do. Thoải mái tự do, ừ đó. Tức là em hiểu rồi, giống như là làm cách nào đem con gái chị về bên chị vậy thôi, đúng chính không? Xác đó, trời. Tại vì có một mẹ một con đúng đó. Rồi trời ơi, mà thấy con mình á không hạnh phúc mà mình không có thích thì đó, tôi cũng vậy, con đúng mình rồi. Không phúc nhưng mà giờ em hỏi chị nè, giờ em lẽ là đem con gái về cho chị, em lấy giờ em suối là vợ chồng Minh Trường nó ly dị nhau đó. Đó là cái lý do mà tôi muốn cậu làm như vậy đó, thì cậu có muốn bao nhiêu tôi cũng đưa hết. Ba thấy cái chuyện này quan trọng, gia đình mình phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Làm sao để cậu Xuân không có buồn, và mẹ con cũng không có lo. Chứ hơn nữa phải giữ được hòa khí gia đình mới là cốt yếu của con. Mà giờ cậu Xuân phải ra khỏi nhà thì nhà mình mới không bị ảnh hưởng chứ. Mà giờ mình nói cậu Xuân đi như vậy á, ba cũng sợ cậu Xuân buồn lòng. Thì bây giờ nói chung á, nếu mà cậu Xuân buồn á, mẹ cũng buồn lắm. Thì làm gì làm mà đưa cậu Xuân trước khi là mẹ về đi, trước khi mẹ biết cái chuyện đó. Vậy trước khi mẹ biết thì lúc đó là mẹ con lại buồn. Thì bây giờ là nói chung là cái chuyện này á, là mình đưa cậu Xuân đi cho mẹ khỏi buồn. Đó, thà là coi như là mẹ không thấy, tim mẹ sẽ không bị đau. Dữ vậy? Thôi mà con thấy cũng đâu có trọn vẹn hết đôi đường được. Bây giờ nếu mà cậu biết suy nghĩ á, thì cậu phải tự trách mình chứ. Đúng rồi đó ba, Ngọc Cát nói đúng á. Ba, bây giờ ba không biết làm sao ba mở lời cậu Xuân nữa. Ba không biết nói cách nào nữa. Tại ba cứ suy nghĩ ba lo cậu Xuân cũng ở đây nào đến giờ, bấy lâu nay rồi mình cũng coi như người nhà. Còn ba cái chuyện nợ nần của cậu Xuân, gia đình mình ai cũng biết. Giờ nói cậu, kêu cậu ra khỏi nhà, ba sợ cậu sốc, rồi gây nợ nần nữa. Ba, thà đau một lần rồi thôi, chứ bây giờ cứ để dây dưa để cậu trong nhà này hoài đâu có được. Riết ổng làm lừng á, con nghĩ rồi, cho ổng ra khỏi nhà đi ba.
Trời đất ơi, cái gì mà nghiêm trang vậy? Cậu Xuân, có chuyện gì mà cậu nhắn tôi xuống đây gấp vậy? Em ơi! Trời ơi, tự nhiên hết hồn bây giờ. Chị bình tĩnh, chị ngồi đó đi. Em có chuyện quan trọng muốn thưa với chị. Quan trọng hả? Đừng có dòm hết, trong nhà không có ai hết trơn, cứ nói gì nói đại đi. Em thưa chị. Thưa tôi làm gì thưa tôi? Dạ không, em thưa gửi chứ không phải thưa công an bắt chị. Mà chuyện gì? Mà em cứ... thưa chị. Vẫn là thưa gửi, không phải thưa công an bắt chị. Thôi nó đặt vô vấn đề. Chị ơi. Sao? Em đã sống 40 năm rồi. Bây giờ em mới biết rõ được cái thế thái nhân tình. Đúng là lòng người khó đoán. Ủa nói cái gì vậy? Nãy giờ cậu nói gì tôi không hiểu gì trơn. Trời, cậu nói thẳng vô vấn đề đi, muốn nói cái gì? Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chị. Cảm ơn vụ gì? Vì chị đã đồng ý cho em mượn tiền, nhưng em đã dại dột từ chối. Cái chuyện đó là bữa hổm cậu cảm ơn tôi rồi, bây giờ nói chuyện khác đi. Nhưng chị ơi. Sao cái gì vậy? Em thưa chị. Thưa nữa? Dạ không, là thưa gửi. Biết rồi. Dạ. Em thưa chị. Trời ơi, bữa nay cậu làm cho tôi khó hiểu ghê. Cậu làm cái gì mà cậu ngập ngừng, ấp áp, muốn nói đại đi. Không sao hết trơn á. Em thưa với chị. Chị là người dân đó. Ừ. Mà chị thấy em khó khăn, chị còn sẵn sàng, chị đứng ra chị giúp đỡ em. Ừ. Trong khi những người thân ở trong gia đình này, những người thân yêu của em, là anh rể em, là cháu ruột em, đúng vậy rồi. Đó. Mà bán đứng em, chị coi em không chịu nổi nữa rồi. Bán đứng? Mà ai bán đứng cậu? Là sao? Em tức lắm. Nhưng chị. Sao? Đúng ra em phải nhìn thấu cuộc đời này nhiều hơn. Em phải nhìn xuyên qua tấm áo của chị. Chị gì? Trời. Dạ không. Ý của em để thấy tấm lòng của chị đó. À hiểu rồi. Để thấy tấm lòng của chị bao la rộng lớn. Cho nên hôm nay em quyết định em hỏi chị. Sao? Chị có thể giúp em một chuyện được không? Mà giúp chuyện gì phải nói rõ rồi tôi mới biết giúp. Chị hãy cho em mượn tiền để trả nợ đi chị. Cậu muốn mượn tiền của tôi? Em muốn mượn. Như vậy là cậu, tôi đã ra điều kiện rồi. Nếu mà cậu lấy cái tiền của tôi bao nhiêu cũng được thì phải giúp tôi một điều đó. Đồng ý hả? Như vậy là đồng ý làm cho thằng Trường và con Châu lý dị. Đúng vậy. Sống trên đời không vì mình, trời tru đất diệt. Đó. Bây giờ đông đủ mặt mọi người ha. Mọi người thấy không? Nãy giờ tôi nói là cậu Xuân là như vậy đó. Thấy rõ chưa? Trường, có thấy rõ cậu con chưa? Vì tiền mà hy sinh hạnh phúc của đời con để cứu lấy bản thân của mình. Một người cậu như vậy con thấy có xứng đáng không? Không ngờ cậu con ra nông nổi vậy luôn. Không ngờ nghĩ sao mà sẵn sàng hy sinh con cháu để đạt được cái mục đích. Quá đáng. Bây giờ ba với anh hai nghe vậy giờ tính sao? Không đợi tới tụi con tính đâu. Ba quyết định hết rồi. Hả? Nè, anh Xui. Đến bây giờ tôi mới thấy là anh thể hiện cái bản lĩnh của người chủ nhà đó nghe anh Xui. Nhưng mà nói nghe, đây là chuyện gia đình của anh hả? Anh muốn xử sao anh xử. Nhưng mà tôi nói rồi nghe, tôi sẽ không cho cậu Xuân mượn tiền đâu nha. Ủa? Bác? Gì? Vậy là bác nuốt lời với cậu con hả? Đâu có gì nuốt lời con. Mới đầu bác dùng tiền bác thử thằng Trường. Mà bác thấy thằng Trường nó mạnh mẽ, nó vượt qua. Thì cậu Xuân này nhảy vô. Thì bác cũng dùng cái kế đó, dùng tiền để thử lòng con người. Bây giờ mọi người thấy không? Khi có người có tiền sẽ thay đổi như thế nào? Đúng không? Ba, vậy giờ sao ba? Sao là sao? Cái chuyện này còn sao nữa? Nếu mình không á, không có đặt chân vào bẫy á, lấy gì bẫy nó sập. Cậu ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho nên mới làm như vậy. Cậu Xuân con đâu coi mình là một người một nhà đâu. Bây giờ ba quyết định hết rồi. Bây giờ ba lấy ý kiến hai con. Ba nhìn nãy giờ thái độ ba không biết rồi. Mình đuổi cậu Xuân ra khỏi nhà. Ủa ba? Ba đã quyết rồi. Nhưng mà cái chuyện này tụi con không được nói mẹ tụi con biết nghe không? Dạ.